Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris Delgamer. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về có con virus Corona. Cái con virus này hiện tại mình thấy các bạn đang rất là xem thường nó, mặc dù là nó rất là nguy hiểm và gây chết người. Rồi thì bây giờ để mình phân tích cho các bạn nghe tại vì sao con virus này cực kỳ là nguy hiểm và cực kỳ đáng sợ. 3 ngày trước nha, 3 ngày trước ngày 23 tháng 1 năm 2020 thì có 300 người đã bị nhiễm cái con virus này và 17 người chết. Sau đó 3 ngày, ngày hôm nay, ngày 26 thì đã lên tới là 2019 người và 56 người chết. Hiện tại là chúng ta chưa có bất kỳ cái vaccine hay là cái thuốc nào mà để trị cái con virus này. Ủa rồi có con virus corona này ở đâu mà ra tự nhiên mé xuất hiện rồi mé lây nhiễm lum rồi làm chết lum vậy, giờ không có thuốc chữa. Đó, xin nói luôn là cái con virus này bên cái thành phố bên Trung Quốc á, cái thành phố này tên là Vũ Hán. Rồi dân ở đó người ta ăn một cái món rất là độc mấy bạn. Ăn cái món là súp dơi. À, trong có con dơi, tao nói nó còn dơ hơn cái con chuột cống nữa mà nó đi ăn. Trên cái bảng 12 con giáp chưa bao giờ xuất hiện con dơi mà ngày hôm nay xung canh tí nó đi ăn canh dơi luôn. Ví dụ mà làm cái con dơi đi thì mình cũng làm thịt nó cho nó bấy bấy ra đi không. À, để nguyên con đang thui lùi với trong tô canh. Ăn giống như là hả nước mà nó ngấm vô tới từng sợi lông, nó ăn nó sướng gì đâu. Và cho tới ngày hôm nay thì các nước là bị nhiễm, nó lây lan kinh khủng các bạn. Lây từ Trung Quốc nào qua Đài Loan nào qua Nhật nào qua Hàn nào qua Thái nào qua Malai nào, mà đặc biệt là không có phải đi đường đất liền đâu, nó đi đường hàng không luôn, nó đi qua tới Mỹ, đi qua tới Pháp, thấy ghê chưa, và đặc biệt đi qua tới Việt Nam rồi. Chưa kể là cái triệu chứng bệnh này nó rất là khó biết, tại vì nó rất là giống cái bệnh cảm cúm thông thường. À, ho nè, sổ mũi nè, nhức đầu nè, hơi mệt mỏi tí xíu. À, y chang cảm cúm, mà đặc biệt phát cảm cúm cái là có chết thôi. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái cách mà cái bệnh này nó lây nha. Nó lây qua đường không khí, mà đây là một cái đường mà phải nói là tệ nhất cho một cái căn bệnh truyền nhiễm. Tại vì sao? Tại vì không khí là chúng ta phải hít thở rồi, tất nhiên là chúng ta phải hít thở. À, đang hít thở cái con quỷ nằm rồi xong bệnh tức không. À, rồi thí dụ mà chạm tay vô người bệnh ha, à, xong cái bắt đầu về đâu có biết nó bắt đầu ngứa mũi cái móc mũi, ngứa mắt cái móc mắt, ngứa tai móc lỗ tai, rồi dính luôn. À, chạm tay vào vật dụng của người bệnh, ví dụ như người bệnh mà người ta lỡ ho, người ta ho tới văng xa tới 3-4 mét nha các bạn. À, không phải gần đâu, ho một cái pẹt là văng tới 3-4 mét. Ho lên cái ly đó, các bạn cầm vô cái ly đó, uống nước dính. Từ hồi nãy tới bây giờ là chúng ta bàn về cái độ kinh khủng của cái con virus corona này, nhưng mà chúng ta chưa có cái cách phòng tránh. Trước khi mà chúng ta bệnh thì chúng ta phải phòng tránh các bạn. Điều đầu tiên là các bạn hãy đeo khẩu trang vào. Đeo khẩu trang thì hiện tại mình chưa biết là cái con virus này nó nhỏ bao nhiêu để mà nó có chui vô được cái khẩu trang bình thường của các bạn hay không. Để mà chắc chắn thì chúng ta đeo mấy cái loại khẩu trang ví dụ như N95 với lại N99, sẵn chúng ta ra đường chúng ta tránh cái bụi mịn luôn. À, nó một công hai chuyện. À, và tiếp theo mà để phòng tránh đó, thì các bạn nhớ là phải rửa tay thiệt là sạch bằng xà bông này, xong rồi rửa lại bằng cái dung dịch rửa tay luôn. Ồ, cho nó chắc nha. Rửa xà bông thì phải rửa trên 30 giây, sau đó thoa cái dung dịch rửa tay, rửa mấy cái kẽ, mấy cái móng tay rồi nè. À, nó chui vô mấy cái móng rồi ha. À, trọng là móc cái là chết luôn nha ba. Rồi sau đó thì chúng ta ăn thì chúng ta nên nhớ là hiện tại thì nên ăn mấy cái đồ nấu chín thiệt là kỹ đi, đừng ăn ba cái đồ sống nữa. Ví dụ như sushi bây giờ chúng ta hạn chế đi. À, ghiền quá thì kiếm cái chỗ nào nó đàng hoàng tí ăn cho chắc ha. Ai mà nhà có thú cưng rồi đó, giống như tôi nhà có thú cưng, thì chúng ta nên cho nó chơi vòng vòng trong nhà thôi, đừng có cho nó ra đường. Ra đường là nó lỡ nó dính rồi xong nó về nó xì cái lây cả nhà luôn. Hiện tại là cái ngày Tết nè, mình rất là lo cho các bạn đi chơi rất là nhiều. Ngày Tết mà ai không muốn được đi chơi đúng không, lâu lâu mình mới được nghỉ, lâu lâu mình nghỉ học nè, nghỉ làm nè để mình đi chơi, mà tự nhiên giờ dính cái này là nó đi chơi không được luôn. Nói thiệt chứ các bạn, chứ giờ hạn chế đi, đi tới chỗ đông người nó nguy hiểm lắm. Ví dụ như đi vườn hoa đâu, đông người ai biết ở trong có ai bệnh hay không. À, mà giờ không lẽ đi ra ngoài đi chụp hình hoa mà bên đi bê bịch khẩu trang thì sao chụp, sao chơi đó.
Thì bởi vậy nói chung là hạn chế đi những chỗ nào thật sự cần thiết thôi. Ví dụ như các bạn phải đi tàu xe hay là các bạn phải đi máy bay để mà về để đi làm thì cái đó cần thiết các bạn mới đi. Thì nếu mà đi thì các bạn hãy nhớ những cái bước ở trên mà mình đã chỉ để các bạn phòng tránh được cái bệnh này. Nhớ là đeo khẩu trang, đặc biệt là những chỗ đông người. Rồi bây giờ thì mình có một cái trò chơi và nó cũng là cái hệ thống mô phỏng luôn. Thí dụ như mà cái bệnh này chúng ta lan truyền á thì nó sẽ như thế nào, thì các bạn hãy coi thử coi cái bệnh nguy hiểm cỡ nào nếu mà nó phát tán ra thành đại dịch. Rồi bây giờ mình đặt là dịch corona luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử coi. Thí dụ như là cái bệnh này mà nó lan truyền rất là nhanh, bây giờ là 26 tháng 1 năm 2020 nha các bạn. Đây ở Trung Quốc, ca bệnh đầu tiên sẽ ở Trung Quốc. Rồi corona bắt đầu tại Trung Quốc. Okay. Chuẩn luôn. Vũ Hán cũng đầu dần gần đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử dùng cái này để mà chúng ta test thử coi. Coi cái bệnh này nếu mà nó lây như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm game này để mà chúng ta coi cái mức độ lan truyền, cái mức độ chết người nó khủng khiếp tới cỡ nào. Rồi cái bệnh này nó truyền nhiễm từ cái giống như là con chuột, mà nó truyền nhiễm qua đường không khí, chưa làm bị chan luôn, và nó gây ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng tới phổi của chúng ta, là chúng ta ho, chúng ta viêm phổi. Thử coi nha. Bắt đầu nó sẽ lây lan rộng. Nếu như mà chúng ta không có bất kỳ cái biện pháp nào, nó sẽ lên, thấy không? Nó lên tới gần nửa triệu dân rồi đó. Có triệu chứng hắt xì luôn. Y như thật. Bây giờ bắt đầu lan qua những nước khác rồi. Các bạn thấy nó bùng phát khủng khiếp chưa? Nếu mà ngoài đời nó vậy thì sao? Dùng chung nước với lại người bệnh, coi nên dính luôn. Qua Mỹ ha, y chang ha, ha ha, y chang ha. Bắt đầu lây. Số người chết ở Đông Nam Á tăng nhanh nữa. Khủng khiếp không? Đó. Bà mẹ nó nổi dịch kìa. Gia súc nè, dính luôn. Dơi là cũng là loài chim đó, ná ná đó. Đó thì thí dụ mà dịch nó bùng phát không, bây giờ mới bắt đầu kiếm thuốc chữa. Mình sử dụng cái trò chơi này giống như là một cái phần mềm để chúng ta test thử thôi. Rồi có phải tèo cả thế giới không? Tèo luôn. Bây giờ
cần có 510 ngày. Mà nếu mà chúng ta không có biện pháp kịp thời á, là nó bùng phát khủng khiếp vậy. À, mới đầu là ở Trung Quốc nè, làng đó, đỏ lét luôn. Bắt đầu lây lan ngoài mấy nước khác ha, qua Mỹ đồ, qua tới Việt Nam mình, Thái Lan nè, y như ngoài đời thôi. Nó giống như cấp số nhân vậy đó các bạn. Một đứa ha, bắt đầu lây, hai đứa bệnh rồi, hai đứa mà lây cho hai đứa là bốn đứa, đó, bốn đứa là 16 đứa. 16 mà nhân cho 16 là 256, 256 nhân cho 256 là 60 mấy ngàn rồi, trời đất ơi. Đó, nó rất là kinh khủng. Bởi vậy các bạn đừng bao giờ coi thường bất kỳ một cái bệnh dịch nào hết. Chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Bởi vậy là mình làm cái clip này là để cho các bạn biết rõ về cái bệnh corona và cái cách phòng tránh nó như thế nào, và cái bệnh này nó nguy hiểm như thế nào, để mà chúng ta phòng tránh mấy cái ngày Tết này đông người lắm, dễ bị dính lắm. Bây giờ thì mình xin chúc cho các bạn có một ngày tốt lành. Yeah.